Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube Mày Hôm Nay. Và hôm nay, chủ đề về clip này mình sẽ chia sẻ với các bạn về một vài tip nho nhỏ khi các bạn chọn deck để đánh cái event lần này. Đó chính là Triple Elixir Challenge. Và giải thưởng của cái event lần này cực kỳ là thơm, rất nhiều gold. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết là cái event lần này như thế nào. Thì các bạn có thể, người ta đang miêu tả như này là các bạn chọn cái deck mà bạn yêu thích nhất và chơi nhân 3 Eli với tốc độ rất là chóng mặt luôn. Và kết thúc 12 win thì các bạn sẽ có được những cái giải thưởng như thế này, cực kỳ là ngọt và mình rất là thơm bơ. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài deck mà các bạn đánh cái này. Vì những cái deck này á, mình đã xem, mình vừa test rồi thì mình thấy là mình rút ra một vài kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn. Thì bây giờ các bạn có thể thấy là những cái deck này, ví dụ như deck này, nó tới mang tới 3 spell này. Và các bạn đừng bao giờ sợ trong cái event này, đừng bao giờ sợ cái deck nặng nhé, đừng bao giờ sợ đợi anh nặng. Tuy nhiên nặng ở đây nó nằm trong khoảng từ 3.0 đến dưới 4.0 thôi. Chứ nếu các bạn mà mang những cái deck mà nó mang bình Eli hay là mang golem thì là chết rồi. Mình đã test rồi, những cái deck mà golem như vậy thì mình sẽ rất là khó. Vì khi mà đội bạn mang rất nhiều spell như này, ít nhất ở trong event lần này ấy, các bạn ít nhất mang 2-3 spell đến 4 spell cho mình, 3-4-5 cũng được. Tuy nhiên là các bạn phải tính yếu toán như thế nào, là các bạn phải xử lý spell cho nó hợp lý. Và đây đầu tiên là cái deck mà Miner này. Các bạn có thấy Miner với lại Tombstone này, mà mình mang cả Fireball, cả Rocket này, cả này. Thì ở trong cái deck này ấy, thì mình có thể, các bạn thấy là mình thủ rất ít nhưng mà mình công rất là mạnh. Và tại vì sao? Vì mình có những con như kiểu là Miner này, Rocket này. Mình có thể dụ đối phương ra Miner Rocket này. Mình có thể sử dụng combo là Miner Rocket này, mình sử dụng combo là với lại Fireball này, rất là tốt. Tùy vào trường hợp thì các bạn sử dụng Rocket hay là Fireball nhé. Mình nghĩ là dùng Fireball sẽ cơ động hơn. Rocket thì chỉ những khi mà gặp những con mà nó rất là chậm ấy, các bạn sử dụng Rocket. Thì các bạn cũng biết là Rocket bay rất là chậm. Đấy. Và Ram nữa, Ram thì cực kỳ tốt. Và Ram là meta mà, Nightwish nữa, thủ rất là tốt. Và Tombstone thì cũng counter được vài Ram này, thường counter được mấy rất nhiều con, cực kỳ tốt. Tiếp theo mình vẫn xem deck nữa, đó chính là cái deck này. Ram vẫn là Ram, vẫn là Nightwish, nhưng mà deck này spam cực kỳ tốt, vẫn sử dụng ba con Ram thôi, Và đây nó sử dụng vẫn cái deck này, deck cơ bản thôi, deck spam về Ram với lại Poison, với lại Electro, Bandit. Okay, tiếp theo nữa là một deck mà các bạn rất quen thuộc, đó chính là Club Lockbait. Nhưng mà Lockbait này có Tornado. Các bạn đừng sợ, bình thường đấy thì các deck này nó sẽ có cái Inferno. Tuy nhiên là trong cái trường hợp này các bạn không cần phải dùng mang Inferno làm gì. Bởi vì cái deck này, cái server này nó xoay rất là nhanh ấy. Thì các bạn chỉ cần cứ mang cái này thôi, đánh rất là tốt, cấu rỉa rất là tốt và sử dụng Tornado. Khi mà các bạn sử dụng combo như Barrel này, Rocket này, cộng với lại Tornado, cực kỳ tốt. Nếu mà đối phương mà có mang deck như kiểu là deck này chẳng hạn, họ sẽ không có những kiểu là để counter barrel ấy, thì các bạn có thể sử dụng combo luôn, cực kỳ là tốt. Thì đấy là các bạn, đấy là tất ba deck này mình đã vừa test xong. Và cái deck này mình cũng nói chung là ở trong event lần này ấy, nó còn phụ thuộc một cái nữa là cái việc deck counter. Nhưng mà deck counter là như nào, tức là deck, ví dụ như các bạn mang deck này chẳng hạn. Tuy nhiên là các bạn có thể counter được deck một deck này. Các bạn có counter được deck này, chỉ cần các bạn đặt khéo một chút. Và khéo một chút là các bạn có thể là counter rất là chặt luôn. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết là một vài trận là mình thấy là rất là mình đã test rồi. Đại loại như là deck Miner mình vừa này đây. Deck Miner. Tưởng chừng như ban đầu thì deck hai bên rất là cân bằng. Tuy nhiên này các bạn xem cái trận này mình áp đảo như thế nào. Đấy các bạn thấy có lock này, counter luôn barrel. Bây giờ mình sẽ đặt ram luôn và chuẩn bị trên tay cầm rocket hoặc là cầm fireball luôn, mình vã fireball luôn. Đấy các bạn có thể thấy là kết thúc cực kỳ ngọt, đối phương tốn rất nhiều chop rồi. Mình vẫn counter với barrel. Bây giờ là mình phải ép họ thủ. Ok,
Đấy, các bạn có thể thấy là họ dùng combo Barrel này, Tornado này, với lại Rocket này cực kỳ chuẩn, cực kỳ tốt. Bone, phải bone chật. Đấy, họ dùng Rocket luôn, tuy nhiên Tornado ở trong tên này họ kéo lỗi. Đáng lẽ là họ phải đợi kéo trước, Tornado kéo trước, sau đó là dùng Rocket. Bây giờ tình thế là đổi ngược rồi, đấy các bạn có thể thấy. Khi mà lỗi một chút là mình có thể xoay quẩn xuống cái tình thế luôn. Đó, bây giờ mình spam về nó luôn. Tấn công, tấn công, tấn công. Đấy, các bạn sử dụng Miner này. Miner chính là cái thẻ mình dụ ấy. Dụ nó vươn ra thẻ đấy đấy. Và mình sẽ cần combo luôn, rất chi là đơn giản, hiệu quả. Đấy, những tên cơ bản thôi, những tên rất cơ bản. Miner rõ. Bây giờ họ sử dụng tốn rất nhiều đi rồi, thì bây giờ mình sẽ combo luôn, không còn gì để nghĩ. Miner, thả con Miner luôn, trên tay cầm Fireball, trên tay cầm Fireball. Mình đã thả ram luôn, dụ cho đối phương ra nhiều, rất nhiều chóp. Bắt đối phương với thủ và bây giờ mình combo luôn. Tiếp theo, đấy các bạn có thể thấy là đối phương rất phải dồn và phải cận chiến. Mình Rocket luôn. Đấy, các bạn có thấy là việc mang spell, mang nhiều spell cho deck này cực kỳ, ở trong event này cực kỳ hay. Mình khuyên các bạn là cứ phải mang 3 đến 4 spell, 5 spell thì càng tốt. Đấy. Bây giờ thì cực kỳ là đơn giản rồi. Chiến thắng đã tâm tắc trong tay rồi. Dã bắt đầu. Đấy, các bạn có thấy là ở trong cái bài này mình không cần phải thả thôn sơn làm gì. Tại vì tùy từng trận mình cứ thả thôn sơn thôi. Ví dụ như toàn đội bạn có ram ấy, thì mình sẽ thả thôn sơn. Thì counter cực kỳ tốt. Tiếp theo là một trận nào đấy nhỉ? Một trận đây, ví dụ như là deck deck này lúc nãy mình có đánh nhỉ, đâu ta, đây ví dụ các bạn có thấy nhỉ, đi mang golem mà đánh với lại deck này cực kỳ là khổ. Golem này các bạn là bị hành rất nhiều, nên là các tông bình tiên các bạn là không sử dụng golem, không sử dụng golem vì các bạn sẽ nhìn thấy là đối phương họ dồn quân và đánh rất là mạnh, rất là trong bài này mình sẽ cho tuôn nhanh hơn một chút. Các bạn có thấy là mang golem như thế này rất là khó, rất là khó. Đấy, các bạn có thấy là họ xoay rất là nhanh và công rất là nhanh. Đánh golem mình không nên mang golem ở lần này. Các bạn nghĩ là mang golem sẽ đè được ăn ba trụ, nhưng mà tuy nhiên là trong cái lần này thì nó là không có chuyện rồi. Bình thường là mang golem thì đánh bình thường ấy, nó sẽ có thể ăn được ba trụ, nhưng mà trong cái này thì không thể luôn, không thể xoay đỡ luôn. Với là những cái deck spam như thế này. Ram. Họ xoay rất là nhanh. Bây giờ thì họ có tay rồi. Ví dụ như tên với deck này chẳng hạn, mình lại ăn được, đôi khi mình lại ăn được này, các bạn ở đấy này, chính vì vậy mà mình bảo là cái việc mà deck counter ở trong cái bài này thì rất là hay, rất là nó cũng nắm phần thắng khá là cao khi mà counter được nhiều.
Đấy, Nightwish từ Kitten có Executioner là ngon rồi. Xoay đất. Ở trong event này đừng bao giờ mang bình. Đừng bao giờ mang bình. Eli chúng ta dùng không hết mang bình làm gì. Đừng bao giờ mang bình với lại mang deck nặng Golem nha. Và đừng bao giờ mang minh béo. Mình nghĩ là đừng mang minh béo vào đây. Ở trong deck này mang minh béo thì sẽ khổ lắm. Vì minh béo bắn rất là chậm. Và gặp những cái deck mà nó spam cái này thì minh béo khó lắm. Với lại họ mang nhiều spell nữa thì khó. Đấy. Các bạn thấy là cái deck counter thì có rất là ngon. Trận nữa mà mình sẽ chia sẻ ở đây là một đây họ đánh như thế nào. Hai cái deck Lockbait này với deck Nightwish Battle Ram này rất là hay. Họ đánh rất cân bằng. Lúc trước thì Kali thắng nhưng mà bây giờ lại đứng lại thắng. Đây, các bạn thấy là Tuando ở trong bài này rất tốt. Đấy, cực kỳ tốt. Kéo bạn con đô cực kỳ tốt. Bạn thấy là deck thứ hai Lockbait biến thể. Họ rất chuẩn bài. Bên kia thì họ chỉ mỗi Elucho Rock luôn. Họ rất chuẩn bài. Nói chung hai đứa này nó sẽ ngang cơ nhau thôi. Hai đứa này ngang cơ nhau thôi. Lock. Đứa kia nó có một lợi thế là tèo của họ rất mạnh và có Tornado ngay.
Và đấy là tất cả những gì mà mình chưa muốn chia sẻ cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ tóm tắt lại. Thứ nhất, trong cái deck event lần này, Eli họa nhân 3, nên là các bạn đừng bao giờ nghĩ là Emily mình thiếu thốn nhé. Mình rất là giàu Eli. Vì vậy là chúng ta đừng mang deck những đằng deck nặng từ 4.0 trở lên thì chúng ta đừng nên mang. Thứ hai là những con di chuyển chậm như là Minh Béo hay là Va hay là Golem thì các bạn cũng không nên mang, không mình bảo là không nên mang thôi. Còn nếu mà các bạn đánh mà gặp những deck hên ấy thì các bạn sẽ hay thôi, sẽ counter tốt thì các bạn sẽ đánh dễ thôi. Tuy nhiên thì ví dụ như các bạn gặp Lowland nhưng mà các bạn gặp những cái deck như kiểu Lockbait hay là những cái deck mà nó mang 3-4 spell thì các bạn cũng khó là khoan đấy. Và một điều nữa là ở Vivian lần này thì mình khuyên các bạn lên mang 3-4 spell. 4 spell nhé. 3-5 thôi. 5 cho nó đẹp. Và số lượng spell cách hợp lý. Và một điều nữa là tùy thuộc vào cách đánh của bạn thôi, khả năng và trình độ của các bạn. Và chúc các bạn may mắn. Ok, nếu thấy clip hợp lý thì like, share và subscribe kênh của mình. Cảm ơn. Nào deck đâu nhỉ? 2-3. Một deck nữa là mình muốn copy deck.